kênh YouTube Ai Thích Gì Xem Đó. Xin kính chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Chúc một ngày mới được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui trong cuộc sống và thành công trong mọi công việc và mọi lĩnh vực. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà một ngôi chùa, người chùa người Hoa. Mỗi lần mà rằm tháng giêng đều rất là sôi nổi và nhiều du khách thập phương đến viếng. Đó là chùa Bà, được có tên là chùa Bà Thiên Hậu, hay còn được gọi là chùa Bà Bình Dương, được tọa lạc tại số 4 đường Nguyễn Du, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đây là trước cổng của chùa Bà. Mình sẽ di chuyển vào phía bên trong nha cả nhà. Gia đình thành công may mắn trong công việc. Ban trị sự xin cảm ơn sự hợp tác của quý khách. Và trước khi mình bước vào bên trong cổng chánh điện thì ở phía ngoài là chánh điện ở giữa, và hai bên là có hành lang đông và hành lang tây, bao gồm hai dãy nhà. Còn ở phía chánh giữa đó là chánh điện lợp ngói âm dương. Ở phía trên đó thì có hình là lưỡng long chanh trâu, cá chép hóa rồng. Và phía dưới cửa chánh điện thì có ba chữ Thiên Hậu Cung. Hai bên cánh cửa có bốn chữ Quốc Thái Dân An. Và bây giờ mình sẽ di chuyển vào phía bên trong điện thờ Bà. Vào trong điện thờ Bà Thánh Mẫu thì phía bên tay phải thì có một gian thờ của ông Thần Tài và ông Địa. Những người khách thập phương người ta đến đây, người ta lấy tiền lẻ, người ta múc cho cát gì trong ly hương, người ta gói về để người ta làm lộc. Theo truyền thuyết thì bà sinh vào thời Tống Kiến Long Nguyên Niên, công nguyên năm 960 tại tỉnh Phúc Kiến. Lúc bà sinh ra, căn phòng của bà đã tỏa ra ánh sáng hào quang, trên người tỏa ra mùi hương ngào ngạt. Sau khi bà lớn lên được một tháng tuổi, bà không khóc, bà chỉ im lặng mà cũng không có cười. Cha bà thấy vậy đặt tên bà là Lâm Mặc, tức là im lặng. Bà là người con gái thứ sáu trong gia đình họ Lâm ở huyện Bồ Điền, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.
Khi bà lớn lên thì rất giỏi thơ ca, đàn, múa, họa, đặc biệt là bà giỏi về phong thủy. Mỗi lần người dân ra khơi, bà chỉ cho cách buôn bán thuận bờm xuôi gió. Và một hôm cha và người anh của bà đi đánh cá ngoài biển động, lúc ấy bà đang ngồi dệt lụa ở nhà, biết chuyện chẳng lành, bà luyện phép đưa tay ra níu kéo một vật gì đó. Thì trong lúc đó người mẹ của bà trông thấy, vội lại lay động mà bà để mà hốt hoảng giật mình thì tỉnh giấc, nên là bà chỉ cứu được cha mình. Sau khi người dân biết được câu chuyện như vậy là bà giống như là vị Bồ Tát sống. Một lần khác thì ngư dân thất lạc trong sóng gió bão tố, bà đã tự đốt nhà mình làm ngọn hải đăng giúp họ thoát nguy. Đến năm 27 tuổi, bà từ giã cõi trần vì cũng hy sinh cứu người trên biển. Từ đó bà hay hiển linh về độ dân, là đến đời Tống Ung Dung tứ niên công nguyên 987 bà từ giã cõi trần và hiển linh được phong là Thiên Phi. Đến đời Thanh Khang Hy gia phong làm Thiên Hậu, và bà danh hiệu là Thiên Hậu tồn tại cho đến ngày nay. Ngoài ra bà còn nhận 36 sắc phong do các đời vua sao phong tặng. Từ truyền thuyết dân gian đã chuyển hóa thành tín ngưỡng, và bà được thế hệ sau hương khói phụng thờ ở nhiều nơi. Và phía bên trong gian thờ bà Thánh Mẫu thì phía bên tay phải thì có một gian thờ của Ngũ Hành Nương Nương, tượng trưng cho năm loại vật chất căn bản của vũ trụ như kim, thủy, mộc, hỏa, thổ. Và bây giờ mình sẽ di chuyển vào phía bên trái. Và phía bên trái là gian thờ của ông Bổn và bà Bổn. Phía chính giữa là chánh điện thờ bà Thiên Hậu Thánh Mẫu. Và bây giờ mình sẽ di chuyển tiếp theo ra ngoài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và ở chỗ này thì chùa người ta có phát lộc á, lì xì cho mỗi du khách đem về để làm lộc của bà, để mà làm ăn mua bán. Và tiếp theo phía bên trong á, là nơi mà để bán đồng đèn, du khách sẽ mua đồng đèn rồi đem ra để mà cúng rồi thỉnh về nhà. Chùa rất là đông. Đó, những cái lồng đèn treo ở phía trên đó nha. Nơi thỉnh thánh đàn. Mỗi cái lồng đèn đều có giá tiền đó. Cái khách nào mua rồi sẽ đem ra ngoài cúng, cúng mà mình thỉnh về nhà. Và cũng xin chia sẻ thêm là chùa được xây dựng vào khoảng giữa thế kỷ thứ 19. Lúc đầu chùa tọa lạc tại con rạch Hương Chủ Hiếu, nay đã xây dựng lại ngôi miếu trên vị trí ban đầu. Chùa được các ban người Việt gốc Hoa lập thờ Thánh Mẫu. Đến năm 1923, bốn ban người Hoa là Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến và Hẹ chung sức tái tạo dời chùa về vị trí như ngày nay. Lễ hội Chùa Bà được xem là một lễ hội văn hóa lớn nhất ở tỉnh Bình Dương, được tổ chức thường lệ mỗi năm vào 3 ngày từ ngày 13 đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch, với nhiều chương trình lễ hội như lễ cúng bà, đấu giá lồng đèn, rước kiệu bà vân vân và vân vân. Nhân dịp xuân mới Quý Mão 2023, ban trị sự Chùa Bà Thiên Mẫu xin chúc quý khách đến chùa Chùa Bà gia đình những nỗi niềm an, gia đình hạnh phúc, làm ăn phát đạt và những thành công ăn bóng trong công việc. Ban trị sự xin cảm ơn sự hợp tác của quý khách. Ban trị sự Chùa Bà Thiên Hậu thành phố Thủ Đức xin thông báo đến quý khách và một số quý sơn. Từ nãy đến giờ mình cũng đi trong chùa để mà viếng chùa Lại Bà, để mà chia sẻ đến cho cả nhà chùa Bà Bình Dương, hay còn được gọi là chùa Bà Thiên Hậu. Mỗi khi gần tháng Giêng đầu năm thì rất là lễ lớn, và kể thêm một câu chuyện và sự tích về bà để cho cả nhà được biết. Nếu mà cả nhà xem video có cảm thấy yêu mến kênh thì xin hãy đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực làm những video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà đã dành chút thời gian ngồi xem video, và xin hẹn gặp lại những video tiếp theo.